nằm dưới chân núi Ngàn Dợn thuộc xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh. Thôn Tân Phú khoác lên mình vẻ đẹp thanh bình yên ả, níu bước chân bất cứ ai một lần ghé thăm. Trước thềm xuân mới, người dân Phú Tân lại càng phấn khởi tự hào hơn khi thôn chính thức được công nhận là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Thành quả đó cũng chính là minh chứng cho sự thống nhất tin tưởng và đồng thuận của toàn đảng, toàn dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Đã thành thói quen, vào các chiều chủ nhật hàng tuần, bà con nhân dân thôn Phú Tân lại cùng nhau ra quân tổng dọn vệ sinh, đường làng, lối xóm. Thôn hiện có 5 đội sản xuất, 17 tổ liên gia và 5 tổ chức đoàn thể được phân chia theo từng tuyến đường tự quản. Vì vậy, phong trào thi đua rất sôi nổi, góp phần làm nên những đổi thay từng ngày của làng quê nông thôn mới hôm nay. Rất phấn khởi là bởi vì là cái tin tưởng của nhân dân đối với sự là chủ trương của đảng, của nhà nước, cho nên là đồng tình làm. Bây giờ có những đường xã là đi lại thì tuyệt vời và nhà cửa thì sạch sẽ sáng trang. Không gian xanh sạch đẹp, nhiều vườn hộ, cây trái trĩu cành là điểm nhấn của khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Phú Tân, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh. Với hơn 520 hộ dân, gần 1.750 khẩu, trong đó có gần 1/3 số hộ có người đi xuất khẩu lao động và hầu hết là nam giới. Thế nhưng phong trào xây dựng vườn mẫu, khu dân cư mẫu ở đây phát triển mạnh. Cũng như nhiều chị em có chồng đi làm ăn xa, chị Dương Thị Mỹ Dục trở thành trụ cột chính, vừa tăng gia sản xuất, vừa chăm lo con cái, nhà cửa. Nhưng chị Dục vẫn đăng ký xây dựng vườn mẫu, mạnh dạn cải tạo đất, đầu tư các loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế. Năm ngoái thì em đổi lại quy mô là trồng cây ăn quả, đủ thêm đất và trồng cây ăn quả. Nói chung khi cây đứng còn thấp thì mình có thể là xén lẫn giữa lạc và đậu, hoặc là sóng lạc đậu thì mình có thể là trong thêm về cái mùa kia là mình trong thêm kiều. Đến nay toàn thôn có 7 vườn mẫu và một câu lạc bộ nhà sạch vườn đẹp, 100% đường nội thôn được bê tông hóa. Cùng với đó là hệ thống điện chiếu sáng, kênh mương nội đồng, hàng rào xanh, cây bóng mát và các công trình như nhà văn hóa, sân bóng chuyền được nâng cấp khang trang. Chủ trương đúng, cách làm hiệu quả, sáng tạo, nên từ chỗ phải tuyên truyền vận động thì đến nay người dân đã tự nguyện, tự ý thức trong mọi phong trào công việc. Bản thân tôi cũng như những người cán bộ khác là đều là đi đầu bước trước, những cái công việc là mình phải làm trước để cho những hội viên và những người dân là nói theo. Diện mạo nông thôn mới của thôn Phú Tân đã được điểm tô thêm với cánh đồng mẫu lớn vừa mới hình thành. Bước vào vụ mùa đầu tiên, những mầm xanh đã vươn mình hứa hẹn một mùa vàng bội thu khi áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật từ giống, canh tác, cơ giới hóa. Hiện nay chúng tôi xây dựng được 17,5 hạt á, là một loài giống là AD168. Thì bước đầu thì nhân dân thì người ta cũng đáng bỡ ngỡ, những sự đồng viên họp rồi nhuần nhuyễn qua các đoàn thể thì sáu nhân dân cùng vào cuộc họ thẩm nhuần và chúng tôi đã thuế máy miệt về gạt bỏ cái giường nhỏ và làm thành công. Bên cạnh sự thống nhất đồng lòng của người dân, diện mạo nông thôn mới Phú Tân hôm nay có một phần đóng góp hỗ trợ của con em xa quê với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng. Ghi dấu ấn đậm nét về tình làng nghĩa xóm, khẳng định vai trò chủ thể của người dân. Để rồi ai đi xa cũng nhớ, người ở lại thêm yêu mến quê hương mình. Khu dân cư Phú Tân thì tỉnh đánh giá rất cao. Và từ cái đà đó thì các khu dân cư cũng như là xã Khai Phú sẽ tập trung nỗ lực phấn đấu để năm 2021 là Khai Phú sẽ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Không chỉ là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của xã Kỳ Phú, mà thôn Phú Tân còn vinh dự trở thành địa phương duy nhất của huyện Kỳ Anh được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020, trở thành điển hình để đảng bộ, chính quyền xã Kỳ Phú nhân rộng mô hình để xây dựng thêm nhiều vùng quê ấm no, giàu đẹp.